Anh nhìn càng đẹp trai. Anh ơi, anh có làm sao không ạ? Anh ơi, anh có làm sao không? Này, nhìn cái gì? Đồ biến thái, anh có tinh phải không? Ai biến thái? Cô mới biến thái. Tự nhiên bất thình lình xuất hiện, làm tôi ngã ra lại còn định chối bỏ trách nhiệm à? Định ăn vạ à? Nhầm người rồi cưng ơi. Chị đây không dễ bắt nạt đâu. Ê, chúc mừng em. Anh cũng không phải là người dễ bỏ qua đâu nhá. Định cợt nhả với tôi à? Lượn đi trước khi tôi nổi điên. Xin lỗi em nhá. Anh chưa thể biến đi, khi em chưa đền bù thiệt hại được. Ok. Cứ đứng đấy mà chờ đi. Hẹn kiếp sau. Bye. Còn lâu mới thoát được nhá. Cô có đền bù không hả? Này, anh làm gì đây hả? Biến đi. Đáng đời, đồ biến thái. Xinh mà láo à. Nguyễn Thị Bạch Kim à? Không biết tài lẻ của anh rồi. Em cứ vào trước đi. Chị ngồi đợi bạn chị thêm một tí nữa. Vâng ạ. Đồ của anh sắp được cho em ơi. Anh chậm một chút ạ. Kim, là mày thật đấy à? Ừ. Được không, được không? Quá được. Này, tao thấy sau khi hủy hôn xong mày lại sinh ra đấy. Đáng nhẽ phải hủy hôn từ sớm. Ý tao là bây giờ mày đã xinh đẹp hơn gấp bội. Nói ý thôi, trả tiền hộ tao đi. Nhưng mà sao tự dưng lại mất ví, mất ở đâu? Biết được chết liền. Tao thấy tháng này là tháng đen của mày đấy. Vừa hủy hôn xong lại còn rơi mất tiền nữa. May mà còn có cái xinh đẹp gỡ lại, chứ không mày mất tất rồi. Mày ăn gì mà lắm thế? Dạ, em chào chị ạ. Dạ, chị có phải là chị Nguyễn Thị Bạch Kim không ạ? Vâng, tôi đây. Dạ, có người chuyển cho chị một món quà. Quà? Vâng. Của ai đây ạ? Dạ, em cũng không biết. Em chỉ là shipper thôi ạ. Chắc là một fan hâm mộ giống mặt của chị. Cảm ơn nhé. Vâng ạ. Em chào chị. Chào bạn. Ơ, ví của mình mà nhỉ? Báo để Nguyễn Thị Bạch Kim yên tâm là nạn nhân vụ ngã xe của cô vẫn ổn. Cảm ơn sự chu đáo của cô và mong chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Tôi gửi kèm hóa đơn bệnh viện phòng khi cô cần kiểm tra. Hả? 5 triệu à? Bị điên à? Đồ điên! Tôi mà gặp lại anh thì tôi sẽ giết anh! Trọn đời bên em, điều đó